niềm tin ở cái chỗ là mình cầu nguyện hoài mà không thấy Chúa nhậm lời. Đi coi bói, đi coi thầy, đi coi bà này, bà kia. Ở đây ai đi coi bói giơ tay được coi. Chỉ có mình tôi thôi à? Tôi ngày xưa ở Việt Nam tôi đi coi bói, tôi biết nó nguy hiểm lắm anh chị em. Khi đi coi bói anh chị em cứ nghĩ đi, những cái lời mà thầy bói nó nói á, nó sẽ nằm ở trong đầu này. Tôi có kinh nghiệm đó. Ngày xưa tôi ở Việt Nam, tôi đi coi bói, nó bảo chứ trong tay của mày nó có một cái mụn ruồi ngay đây, có bác sĩ xuống đây dạy, tiến sĩ xuống đây dạy, one by one mày cũng chỉ có gọi như là học không tới đâu hết. Mà cái lời đó nó nằm ở trong đầu của tôi mười mấy năm trời. Đến khi tôi qua tới bên Mỹ này, tôi đi tu năm 2006, bề trên bảo tôi là đi học, tôi kiếm cách thoái thác. Tại vì cái lời thầy bói nói là tôi là không học được mà, cho nên tôi nói với lại cha bề trên mà, thưa cha cho con ở nhà làm tu sĩ. Ông bảo không, thầy phải đi học, kiếm cách thoái thác mà chứ con học không được. Ông bảo tôi lấy quyền bề trên để bắt thầy đi học, thầy học 4 năm không được thì 5 năm, 5 năm không được 6 năm, 6 năm được 7 năm, học cho đến khi nào ra trường thì thôi. Anh chị em biết sau đó khi mà tôi tốt nghiệp, tôi cầm cái bằng ra, tôi khóc. Và trong đầu tôi chửi cái thằng thầy bói. Tiên sư cha nó, bao nhiêu năm nay ông không được đi học. Nguy hiểm lắm. Các bà, các ông mà đi coi bói mà thầy bói nói rằng số của anh hai vợ, số của chị hai chồng, thì lạy Chúa tôi, vợ mới đau một cái vội vàng kêu cha xứ sức dầu. Bởi vì trong đầu của mình nó in rồi, in trong đầu mình nói mình sẽ có hai vợ, mình sẽ có hai chồng. Anh chị em thấy nó nguy hiểm không? Cho nên đừng bao giờ đi. Tiện đây nói vấn đề coi bói. Coi bói nó có hai loại. Một loại thứ nhất đó là nó chỉ nói láo ăn tiền, tức là nó về tâm lý. Vô chỉ khen là hôm nay chị đẹp quá, rồi da của chị trắng quá, rồi tướng của chị sang quá, thôi nói cái gì mình cũng tin hết. Cái loại đó đó mình chỉ tốn tiền, nó không nguy hiểm bằng cái loại thứ hai, đó là nó dùng quyền lực của ma quỷ để nó khống chế mình. Cái loại này nó rất nguy hiểm, bởi vì nó nói đúng chính xác những cái chuyện ở trong gia đình của mình, ở trong cuộc đời của mình, từ hồi nhỏ cho đến giờ nó nói được hết. Và đó là cái nguy hiểm mà anh chị em phải tránh. Bởi vì anh chị em mà đã bước vào trong đó rồi, vừa mất tiền và mất cả linh hồn. Cho nên đừng bao giờ tin vào cái chuyện thầy bói. Người ta nói là mấy thầy bói khi mà nó nói mình xong đó mà không xảy ra đó, mình lại mà sao hồi đó anh nói tôi vậy mới đức năng thắng số. Cái số của anh như vậy, nhưng mà nhờ anh, nghĩa là có đức cho bố mẹ anh để đức lại cho anh, cho nên bây giờ anh mới tránh được cái đó. Đường nào nó cũng nói được hết. Cho nên nếu anh chị em mà đã lỡ đi coi bói, đừng đi nữa nha. Chúng ta càng đi coi bói bao nhiêu thì niềm tin chúng ta vào Chúa càng yếu đi bấy nhiêu. Có người bảo chứ là coi tử vi, coi tử vi thì tức là nó là khoa học mà cha. Anh chị em nghĩ coi tử vi nó phải khoa học không? Bây giờ mình có hai thằng con, nó chấm tử vi cho mình, nói thằng thứ nhất đó là cái thằng mà mai mốt này nó sẽ hiếu thảo, nó sẽ nghĩa là cung phụng mình. Còn thằng thứ hai nó là thằng phá của. Là cha là mẹ, anh chị em có đối xử công bằng với hai thằng con của mình không? Never. Không có chuyện đó xảy ra. Cho nên đừng bao giờ đi coi bói, chấm tử vi, làm bất cứ cái gì mà mình tin rằng nghĩa là nó sẽ điều khiển cái cuộc sống của mình. Đừng bao giờ nha. Rồi mất niềm tin là bởi vì những cái gương mù gương xấu ở trong hàng ngũ giáo sĩ, nhất là sau cái vụ mà sexual abuse ở tại Boston xảy ra, thì rất nhiều người mất niềm tin. Anh chị em tin vào Chúa hay tin vào những con người đi theo Chúa? Nếu anh chị em tin Chúa thì anh chị em phải biết rằng Chúa không bao giờ làm những cái việc đó. Tin đạo chứ đừng tin người có đạo là như vậy. Mà anh chị em biết cái media ở tại Hoa Kỳ này, nói riêng và trên thế giới này, nó ghét đạo Công giáo của chúng ta lắm, cho nên chuyện bé nó xé ra to. Bao nhiêu là những linh mục, những tu sĩ tốt lành
Nó có bao giờ đưa lên trên báo, trên TV để cho người ta thấy không? Không bao giờ. Mà chỉ có một hoặc là hai cá nhân nào đó là nó đưa lên trên, bắt đầu thổi phồng lên và nó làm cho nghĩa là rùm beng lên hết. Thế là người ta có cái gọi ấn tượng rằng đạo Công giáo là tất cả những ông cha bà sơ là đều như vậy hết. Anh chị em thấy nó nguy hiểm chỗ đó. Anh chị em biết là nghĩa là tại sao giáo hội Công giáo của chúng ta mà bị nhiều cái thế lực sự ác nó tấn công như vậy không? Bởi vì chỉ có Đức Giáo Hoàng, chỉ có đạo Công giáo nói ra một lời thì mới ảnh hưởng đến toàn thế giới. Cho nên nó đánh vào giáo hội Công giáo của chúng ta, bởi vì một lời nói của Đức Giáo Hoàng thôi. Anh chị em thấy từ khi Đức Giáo Hoàng Francisco nghĩa là làm giáo hoàng cho đến ngày hôm nay, không có ngày nào mà ở trên tin tức mà không đưa đến những tin tức của ngài. Đại La Lạt Ma thỉnh thoảng mới có thôi. Đức Đại Lạt Ma cũng là cái người mà uyên bác, cũng là cái người mà thông thái, nhưng mà họ đâu có khe đâu. Bây giờ chỉ cần Đức Giáo Hoàng nói một câu ly dị là ok, phá thai không sao, trợ tử, cái điều đó làm được là nó hài lòng rồi. Bởi vì nếu Đức Giáo Hoàng nói ra những lời đó thì cả thế giới này nó sẽ bị ảnh hưởng hết. Cho nên chỉ cái giáo hội Công giáo của chúng ta mới có cái chân lý và nắm về cái sự thật. Cho nên anh chị em đừng bao giờ mất niềm tin về những cái chuyện đó. Mất tình, mất nghĩa, mất con cái, mất bạn bè. Tại sao vậy? Ngay chính chúng ta thôi. Có nhiều người nói ở mấy người Việt Nam này phiền lắm, cho nên phải mù lên cái chỗ mà nó xa xa người Việt Nam, ở chỗ Mỹ trắng ở trên đó thì mình ở trên đó như vậy nó đỡ nhiều chuyện. Rồi mình mua nhà, rồi mình mua những cái gọi là những thứ xịn vào, rồi sau đó đó mình mất bạn mất bè hết. Tôi có người bạn mua cái nhà trên núi, nhìn ra view đẹp lắm, nó mời tôi tới nhà làm phép. Tôi tới nhà nó 8 giờ chưa thấy nó về, ngồi ngoài xe chờ 8 rưỡi nó mới về. Vô nhà làm phép xong nó mời ăn, ăn xong cái nó bảo mày nhìn thấy không, cái view này đẹp lắm. Tôi mới quay tôi hỏi chứ mày có bao giờ ngồi để mày nhìn cái view này chưa? Nó bảo chưa. Đi làm từ sáng cho đến tối, giờ đâu mà ngồi mà coi cái view nữa. Hai vợ chồng cãi nhau suốt ngày là bởi vì những cái việc ở trong nhà, bụi bặm rồi không có clean up, rồi đi làm về mệt mỏi, mà hai vợ chồng không có con. Tôi hỏi mua nhà về làm gì, nhà mày mua lớn làm gì? Thỉnh thoảng bạn bè tới có chỗ tiếp, bảo mẹ mày đi làm kiểu này bố đứa nào dám tới. Anh chị em thấy có những cái mà chúng ta mất tình nghĩa, mất bạn bè, rồi cha mẹ ở trong gia đình cũng vậy nữa. Có nhiều khi vì của cải vật chất mà mình mất đi cái tình nghĩa vợ chồng con cái. Tôi biết có những người cha, có những người mẹ, khi mà con nó lỡ đụng xe, cái câu đầu tiên mà người bố người mẹ nó hỏi là cái gì ạ? Xe của tao nó làm sao rồi? Trong khi con của mình không hỏi tới con có bị sao hay là không. Anh chị em để ý một chút, anh chị em sẽ thấy mình mất nhiều thứ lắm. Rồi mình mua cái nhà cho thật to vào, con cái ở mỗi đứa mỗi góc, đứa này thì iPad, đứa kia iPhone, đứa này thì... mỗi người một góc. Mình không còn một cái gọi là mái ấm gia đình nữa. Ở trong cái gia đình đó vậy, vợ chồng với nhau mà phải text anh xuống ăn cơm. Nhà nó rộng quá. Con cái cũng thế. Mỗi đứa một góc, về đến nhà chả ai nói chuyện gì với ai hết. Có cái chuyện đó, cái anh chàng đó, anh giận vợ. Giận vợ không nói, không nói gì hết, chỉ có viết giấy thôi. Mới viết cho vợ nữa: sáng mai bà gọi tôi lúc 6 giờ cái, đi làm sớm. Sáng 6 ngủ bảnh mắt, 7 giờ mấy giật mình chạy ra ngoài, mở cửa ra, thấy vợ đi làm rồi, nhìn trên cái cửa, thấy có giấy, 6 giờ rồi, dậy đi. Mình mua nhà cho to vào, rồi sau đó mình chửi nhau vì tiền hít quá nhiều, vì tiền điện máy lạnh tháng này tăng. Có những người cha, người mẹ vào trong tòa giải tội, vào trong văn phòng của tôi khóc. Nói bảo thưa cha, con qua bên này, con nhục quá. Bởi vì rửa chén nhiều một chút nó cũng bảo là tốn nước. Ở trong phòng mở máy lạnh nó bảo là tốn điện. Anh chị em thấy là những người con cái trong gia đình, nhiều khi mình vì cái vấn đề vật chất đó mà mình làm mất đi tình nghĩa vợ chồng con cái. Con cái bây giờ
nó ở bên này, anh chị em đi làm về để dành tiền cho con đi học đại học. Có nhiều đứa nó đâu cần đâu anh chị em, bởi vì ở bên này nó có thể đi mượn tiền nó học, mình cứ lo đi làm để mình về mình ki cóp, cho nên nó muốn mua cái gì mình cũng không cho nó mua. Riết rồi hồi cái nó quay ra nó coi mình giống như là một người bùn xỉn. Rồi khi mà vợ chồng ở trong nhà bắt đầu xích mích với nhau vì những cái chuyện nhỏ nhỏ đó, nó thành cái chuyện to. Con cái ở trong gia đình đầy nghiến cha mẹ, mà có những bà mẹ phải nói là nghĩa là rất đau khổ. Có bà đó, bà vào bà gặp tôi, bà nói là thưa cha, con chuẩn bị về Việt Nam. Bảo bà mới qua đây hơn năm mà về Việt Nam. Nó bảo trời ơi, cha biết không, bây giờ tắm nó bảo là bây giờ phải lấy cái xô vào trong nó mở nước ra, xong rồi lấy cái gáo nó dội lên như bên Việt Nam á, chứ tốn nước. Đấy, anh chị em thấy nó có những trường hợp như vậy. Rồi, chúng ta mất cái gì nữa anh chị em? Mất hạnh phúc. Ở trong gia đình người Việt của chúng ta, số người ly dị tăng khá nhiều, là bởi vì mình tính toán, mình coi trọng cái đồng tiền, mình coi cái chuyện mà tiền bạc nó là quan trọng hơn là tình nghĩa vợ chồng. Tính toán từng xu. Tôi biết có những người phát tiền cho vợ mỗi một tuần 20 đồng đổ xăng. Nếu ở trong cái hội trường này mà có ông nào hay anh nào mà làm như vậy, xin vui lòng bỏ đi, đừng có keo kiết quá sức. Phát tiền cho vợ đi chợ, rồi nghĩa là đi đổ xăng, trong khi vợ làm về bao nhiêu tiền là ông ấy củ hết vô trong account, cứ để dành. Và ngược lại, cũng có các bà cư xử y như vậy với các ông. Tiền mình quản lý hết, chồng ấy là chỉ có phát cho tiền uống cà phê với ăn sáng thôi, đổ xăng thì phải đưa receipt về đây. Có không vậy các ông? Đàn ông quan này xuống giá hả? Có giá bao giờ đâu mà xuống. Anh chị em biết có những trường hợp vì quản lý chặt chẽ tiền quá sức như vậy cho nên đã dẫn đến án mạng. Tôi không nói ra ở đâu, nhưng mà chuyện đó đã xảy ra ở Mỹ này. Tôi là người biết về những cái gia đình đó xảy ra án mạng, bởi vì cái chuyện mà tính toán tiền bạc chi ly quá sức. Rồi cái vấn đề mà giúp cho bên ngoại, rồi giúp cho bên nội, bên chồng bên vợ không công bằng với nhau, nó đã gây ra không biết bao nhiêu là những cái thảm kịch ở trong gia đình Việt Nam của chúng ta. Ok, tắt một lời là trong 40 năm qua chúng ta được rất nhiều, nhưng mà chúng ta mất không phải là ít. Cho nên hy vọng là ngày hôm nay anh chị em chúng ta nhận ra được những cái mà chúng ta nhận được từ Thiên Chúa, chúng ta nhận được từ xã hội này, để rồi chúng ta thấy rằng chúng ta phải cảm tạ Chúa nhiều lắm nhé. Xin cảm ơn anh chị em.